Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình là Thành EZ đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Naruto song đấu nhé. Và hôm nay thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm các cặp thi đấu được nhiều người yêu thích nhất trong ngày hôm qua. Đầu tiên ta sẽ có cặp thi đấu của bạn Phạm Văn Nguyễn cho team phong độn đối đầu với team đôi đội Asuma và Naruto, là team phong độn đúng không? Sẽ đối đầu với Kakashi và Sasuke. Ok, cặp comment này được 47 like rồi. Và nếu các bạn thích cặp đấu nào, hãy comment ngay xuống bên dưới này. Cuối cùng thì hãy đừng quên tham dự fanpage cũng như group để có thể trao đổi và chém gió với nhau. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Naruto và Asuma đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn Naruto. Lâu lắm mình không chọn cái bản Naruto The Last này rồi. Mình sẽ chọn này và kết hợp với cùng với thầy Asuma. Asuma là thầy của Shikamaru và ông ấy đã chết rồi. Asuma thì cũng là con của Sarutobi Hiruzen. Sarutobi, con của ngài Đệ Tam. Ok, Rasengan Super sẽ đối đầu với Kakashi đúng không? Ok, đây là một cái team Kakashi này cùng với Asuma và thầy Gai là một team ninja thượng đẳng, ba người đây, ba người thầy. Chúng ta sẽ chọn Kakashi, Hatake này kết hợp với Sasuke. Sasuke phiên bản The Last đi. Đồi. Wow. Có vẻ trận đấu này khá là khó khăn đây. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chiến thôi nào. Chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Lightning Blade và Susanoo Kamui Lightning Blade nhé. Ok, bắt đầu nào. Chiến thôi. Ồ, Chunin, kỳ thi hiển Chunin. Đấu trưởng này, một đấu trưởng Rasengan. Úi dồi, hỏa độn kết hợp với Amaterasu. Đấu đội Asuma đánh nhanh lắm. Có cái kunai Chuka Yon này, đánh luôn. Nổ. Nổ. Không được rồi. Mình sẽ hồi để tốc độ lên. Không nổ. Làm gì? Shinjai TC à? Phản trưởng à? Phản trưởng à? Hay chá. Yon này, mình có fight style mà giống của ông Đệ Tam. Ui cha, sao có đôi độn đây? Vỡ giáp. Ui trời ơi, hỏa độn kết hợp với Amaterasu. Thấm thế nhở. Nồi thật, mình phải để chọn là Naruto thôi. Naruto lên. Naruto lên này, không được. 5k Uzumaki. 5k Uzumaki. Né hay. Toàn né rồi. Ui trời, còn bị ấy đi. 5k Uzumaki, không được rồi. Rasengan Super. Định thủ này không được. Chiều nhờn này xuyên qua. Ăn đòn, 5k Uzuki. 5k Uzuki. Ăn đấm đi. Không được. Mày ấy hay quá. Đấy rồi, 5k Uzuki. 5k Uzumaki, Naruto. 5 khi nhảy vào thân mãi có thể ra được cái chiêu này của Naruto. Yes, ăn đấm. Không chết kìa. Asuma lên nào. Kunai Chaka lên. Đúng rồi. Chiêu tim. Đúng rồi, để chiêu tim sẽ có sự xuất hiện của Asuma. Đây gọi là cái mà kunai, cái này là cái gì nhỉ? Đây là cái dao, con dao chakra. Ok, hỏa độn. Ui sủi một fast style burning ass. Yes, đáo tô lên. Until Jinchuriki quá nhanh luôn. Yes, bóng thú này nhờn. Làm gì? Wow. Vào đây. Ok. Lên này. Lên đâu rồi? Xin gai TC. Chuẩn, win. Ôi, hết sạch ảnh vô thân rồi. Chuẩn nhất có thể nào. Rasengan Super. 5k Uzumaki. Quá là ngon. Yes. Có thể kết thúc được siêu này không? 5k Uzumaki đấm khối chuột Sasuke luôn. Chúng ta sẽ phát độ đấy. Ném bom chết. Oh,
lùi vào trận cuối nhé. Rất là mệt, rất là mệt đấy. Xin cái TC à, winner. Ok, và mình sẽ chọn lại team của Sasuke cũng như là team của Kakashi. Mình sẽ cố gắng ra tất cả những chiêu có thể. Rank A kìa, ngon, không thua trận nào. Return Traitor này. Mình sẽ chọn là Kakashi. Kakashi à. Kakashi trong trang phục Hokage sẽ kết hợp với Sasuke dạng Zelas. Rồi Lightning Blade này. Và mình sẽ dùng cái Lightning Blade Speed để cho nó khác cái trước đi. Nhiều khi cái nút này nó hơi bị đơ đơ, rất là bực mình. Naoto này, và Asuma thôi. Đây không có quá nhiều chiêu này để chọn, chỉ có khoảng 2 chiêu thôi. Rồi, chiến nào thôi. Tái đấu nào. Lên. Vào đây nào, Kakashi, Kakashi rất là nhanh. Tốc độ này, tốc độ. Ui rồi, vừa thổi lửa vừa. Kakashi đâu phải Asuma. Ok, lên, Lightning Blade Speed. Wow, nhanh kích nhờ. Không có mình thủ luôn đấy. Hay quá nhờ. Tăng tốc độ hồi chắc ca lên. Lightning Blade Speed. Lên này. Ok, hồi đấy chắc ca đi. À, hồi đấy kiến thành ảnh vẫn đất đi. Lên. Không được, không được này. Lightning Blade Speed. Wow, quá đẹp. Tha mùi. Hút vào. Hút những cái Kunai Sunset vào. Hát đòn, yes. Ok, đổi sang Sasuke nào. Lên này, né kìa, hay thế. Asuma không phải đùa. Ui da, né được kìa. Kiếm set này, kiếm set này. Mình cũng kiếm set mà. Kiện, ôi chà, kia chỉ kiếm cao rồi. Né ra. Nhồn này. Asuma không hồi à? Ái chà, né ra. Có Kakashi đỡ hồn đòn hộ kìa. Hay thế. Lên lên chỗ không được. Rồi ôi. Chém. Thích quá nhỉ. Lên này, ở quách cửa định lên. Lên rồi, chúng ta đã lên được Susanoo. Ủa, Susanoo của Kakashi kìa. Thế quái nào, wow. Nhanh ngay gì chiêu team ạ. Mất đơn dạng Susanoo rồi. Ok, và Asuma thì nhanh thế nhở. Team phong độn. Chà, đầu với lôi độn. Làm sao đây ta. Chiến nào, ok, mình sẽ giải quyết nhanh nhất có thể. Asuma này, kiếm lôi điện. Lên này, wow. Con cháy được mình à, tốt vãi. Nhờn, đúng rồi. Làm gì. Không phải đối thủ luôn. Win. Chém lôi điện. Rồi xong. Đang đến với trận thứ hai nào. Chạy đâu. Lên này, hỏa độn. Chém, không được. Ok. Rasengan Super này. Yon. Không được à. Hỏa độ này, Amaterasu. Ôi, chắc cái nhanh vô. Chém. Ôi trời ơi. Chém này rồi ô. Chạy đâu. Vãi thật. Chạy chắc ca chứ, không sợ chứ. Ui, tiểu hình rồi. Vãi nồi thật. Chạy đâu. Ui rồi, không chém được đường thiên tinh rồi. Ui, Burning Ass. Nhờn, ok. Ôi chà, thôi rồi, ok. Kết thúc này. Dùng Inferno Style. Này rất là kia lâu ấy. Đâu rồi, Kakashi lên. Kakashi Hokage. Mà thu được á, Lightning Speed. Độ nhanh vốn mà.
nhanh này yes. Có giáp thủ ngay nhường hết thạch chắc ca chưa hết chưa trời ơi bùa nổ này. Ui cha. Ai cha. Rasengan à? Khỏe nhờ. Chiêu cuối, kết hợp tim. Chạy đâu? Chiêu cuối tiếp. Chạy hậu phát ra. Burning Ash. Chiêu cuối này và mình sẽ dùng địa bộ thiên tinh. Không, mình hỏi địa bộ thiên tinh đúng rồi. Đây là sẽ phong ấn vào địa bộ thiên tinh và triệu hồi Suano ra đấm xuyên. À không à? À cái này chiêu khác. Đôi mắt Rinne kết hợp với Sharingan đấm xuyên qua. Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nào, chúng ta đến với trận thứ hai nào. Trận thứ hai là của bạn nào đây? Của bạn Tâm Chắc à, giữa Nagato và Pain nhá, được 18 like. Chúng ta sẽ đối đầu thôi. Quay trở lại nào. Return Chapter này, và sẽ đối đầu với Nagato và Pain. Nagato à? Pain đây. Mình sẽ chọn Pain này và mình sẽ chọn Nagato cho máy. Chứ cần phải là chọn lại cái thi đấu đơn. Chúng ta sẽ chọn là Nagato này. Đâu rồi, Nagato đâu? Ok, Nagato ở trạng 2. Đây, Pain này, mình sẽ chọn Pain này. Đi đầu với Nagato. Rồi, bắt đầu thôi. Chiến thôi ạ. Ồ, setting. Cái nút setting này lúc mà chọn nó bị liệt hay sao? Chẳng hiểu được. Thôi, Pain đối đầu với Nagato. Khá là dị, và nó khá dị. Lên này. Shingan TC phản đòn, phản toàn mọi đòn luôn. Trời ơi, Atula đạo. Ok, hồi lục đạo. Lục đạo luân hồi. Wow. Cái hút này kìa. Mày nhanh này. Xúc danh đạo. Con chó ba đầu luôn, ba con chó luôn, chứ không phải một con chó. Thằng kia là người máy. Hay. Trời ơi, Ion. Làm gì? Rồi ôi thiên đạo. Đây là chiều mạnh nhất rồi đúng không? Lên. Chạy đâu? Rinne xích bác. Lục đạo này. Chém xuống đây là chiều để kết thúc. Mình quá mạnh rồi. Mình gần như không cần phải quá nhiều win. Xui ôi, còn Atula đạo nó triệu hồi ra, mình không cần dùng mấy cái trạng thái này. Ăn tăng lên, tốc độ lên. Mày làm gì, thiên đạo. Không phải thiên đạo mà lục đạo luân hồi. Rinne, sức vang. Thế thôi à? Shingan TC. Không được, không phản được trưởng. Nó có vào quái đâu. Shingan TC, rồi. Thông minh đấy. Nổ này, thêm một cái bùa của người nữa. Nào. Xong. Xuống xe đâu, ui giời, nó hút được chưa kìa. Cái này xúc danh đạo này. Lên. Rồi ôi, Rinne xúc phạm vẫn không rút kinh nghiệm được cái chiều kia nữa. Lục đạo luân hồi, Pain. Và win rồi. Đây, chúng ta sẽ đến với trận thứ 2 nào. Trận thứ 3 chứ. Trận thứ 3 trong ngày hôm nay. Trận cuối cùng đây. Chúng ta sẽ có Minato và Naruto. Minato, Naruto và Kushina. Ok, mình sẽ chọn một cặp đấu khác đi. Khi như cặp đấu này mình đã chọn rồi, mình đã đấu rồi thì phải. Chúng ta sẽ quay trở lại nào. S luôn, yes.
Return Chapter này. Và ta sẽ chọn cặp thi đấu nào đây. Chúng ta sẽ có mình biết rồi, mình sẽ có chọn cặp thi đấu đây. Mình biết cặp thi đấu rồi. Ta sẽ có làm mình sẽ chọn team của Gaara lúc lớn này. Team Gaara đâu? Đây, team Gaara đây. Combo của Gaara này, Kazekage. Đây là đánh đấu đơn rồi. Mình sẽ chọn làm đấu team 3 người. Single map. Đâu? Team map. Sẽ chọn team của Gaara. Gaara lúc lớn này, Gaara này. Kankuro điều khiển rồi, hay thật. Và Temari nữa. Sen Tsunami sẽ đối đầu với team của Sasuke lúc mới. Sasuke này, Suetsu và Karin đi. Karin hơi yếu nhỉ, mình chọn Jugo cho team của Sasuke. Chiến nào. Chiến thôi, bắt đầu nào. Yes. Battle. Chiến đấu. Sen Tsunami. Sasuke này rất là mệt đấy. Jugo này. Kakashi dối. Ơ thằng nhiều quyển dối bá đạo vãi nổi luôn. Vào đây. Xui rồi. Vãi nổi thật. Điều khiển nó quá kinh, kinh khủng ấy. Tốc độ quá nhanh luôn. Yes. Làm gì. Jugo kìa. Kỹ thuật thủy long đạn. Bay đi không được. Đổi người. Temari. Phóng lên. Đúng rồi. Hay quá. Lên này. Wow. Nhường này. Phong độ. Đây mới còn lấy. Dùng phong độ. Ây. Né ra không được. Chà. Jugo. Ôi đây này. Có cả chắn nữa. Chắn ba phía luôn đấy. Rồi không đến được. Phóng này rồi, xịt kìa. Xịt rồi. Rồi. Đây là cái con hai người bảo vệ luôn. Yon, Jugo này. Jugo. Yon, xong. Rồi ơi, không đến được. Không đến được này, Winner. Khỏe thế nhở. Thì kia làm gì kia. Chuyển sang Gaara. Bắt được không? Bắt rồi. Nhơn. Ăn tốc độ lên. Lên. Xuyên qua bắt được rồi. Đây gọi là cái bộ cát khổng lồ. Kíp khắp bóp nát. Không phải kể cho nó lún xuống nữa. Nhân chia sáng tạo. Yes, lên nào. Đổi sang Kankuro. Ui da. Hỏa đội. Không thể né luôn. Uyesu. Mình sẽ những thằng đánh gần rồi đấy. Bắn cờ đinh lên. Lên nào, lên cả ba luôn. Đây rồi. Mình sẽ dùng nguyên thằng này luôn. Ai cha. Yon này. Sasori mình luôn dùng lên thằng dạng Sasori dạng cuối luôn. Yon làm gì? Trời ơi, Jugo nó xuyên qua người mình. Không xong rồi. Chiến này, hết sạch chắc ca rồi. Về đây dối. Đúng ta. Hay được kiểu đối thật sự rất hay. Lên này rồi. Ôi trời, chiều quá bá đạo luôn đấy. Quét lửa. Win, không win à? Chưa win rồi. Bây giờ một chiều nữa của Temari. Xong rồi. Quét nữa này. Xong phim. Perfect. Hoàn hảo. Sasori. Chưa kìa. Yon Winner. Và ta sẽ đến với trận cuối cùng nào. Mình sẽ chọn team của Sasuke. Mình sẽ muốn thử các chiêu của Kuro và chiêu của cái thằng tiên đó.
Nào, chúng ta sẽ quay trở lại và lựa chọn team của Kuro Sasuke đây ạ. Sasuke mình sẽ chọn Kuro trước này. Rồi Kuro, Jugo, nhầm, Suigetsu và Sasuke. Sẽ đối đầu với Gaara này, Temari và Kankuro. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Trận cuối cùng thôi. Jugo tiến lên. Jugo. Wow. Thật sự rất là ngại cái thằng ấy luôn đấy. Ui dồi, có cả lốc nhá. Jugo hơi chậm nhỉ. Làm sao đây ta? Làm sao để lao vào gần, lao vào gần. Tay quỷ à? Tay quỷ này. Rồi rồi. Living World. Suigetsu. Quá hình nước ạ. Quá hình nước bắt được luôn này. Torrent. Hay thật. Torrent. Ok. Thủy Long chi luôn. Thủy Long chi luôn đuổi. Wow. Giải bom kìa. Bao nhiêu chết. Yon. Làm gì. Wow. Rồi bị lốc, bị lốc lên. Đánh bao này. Đó tác dụng gì à? Rồi đầy hơn à? Nè ra. Yon này, thủy long chi thuật. Ok, xong chưa? Ui, chiêu tim, chiêu tim. Sao? Cái quái quái là sao tính chiêu tim rồi. Hay đấy ta. Hay đấy, và mình sẽ dùng chiêu tim để trả thù lại. Đây là một chi cát kết hợp với Sasori đốt cháy và phong độ thổi lửa lên. Khá là dị. Và rất là đẹp mắt luôn, bóp nát luôn. Chúng ta sẽ dùng Sasuke dùng chiêu tim được đấy. Chiêu tim, chiêu tim ba người này. Thích thì chiến này. Vào luôn. Chúng ta có chiêu tim không? Ồ, đang không có chiêu tim của ba người này rồi. Rất là buồn. Ok. Nguyên một trận rồi, nó sẽ đổi sang Sasuke. Đấu trận cuối còn lại nào. Hỏa đội này xong. Hỏa đội. Ôi, hỏa phong không ăn thua. Phong bị thổi ngược lại. Rồi rồi. Đi tiêu lốc này. Lốc này. Xong chưa. Kirin. Không xong. Kirin để chiêu này. Bá đạo của Sasuke. Lên này. Ok. Dạng cuối nào. Lên. Chúng ta sẽ hóa thành dạng ấn chú. Ấn chú. Black Fury. Làm gì. Lên. Black Fury. Hay thế ta. Nhơn. Sủa ôi. Sủa. Đẹp. Đẹp. Wow. Hết giờ nhanh vậy. Một quả bom này nổ. Wow. Buôn bom. Điều chết. Ok. Mình sẽ kết thúc tập này đến đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ với mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.